Tôi sẽ cứ đi mông mà xua. Bảo tàng xính Bình Thuận nhớ giữ sự luân tình sâu cỡ siêu chóc hà bá lùa gầu xính trí tử sinh hấu mình trừ cửa hò nhau sủi tàu xa Đông Giang chỉnh hàm Thuận Bắc siêu cờ hố dự án trầu báo phử rú chùa trường gầy vinh hủa trọng thông rồng hố tỷ giảng mình trừ rú tháp phủa trắng chỉ choảng hố trang trình bao chính cổ chùa phủa trắng tàu xa chiêu trùng vào mình trừ tàu xa nhau. Phình vinh dị đa sinh trí, phủng trí lệ cha, rù tự sinh mình sự cờ họ, răng cầu, ơm mơ lời, nả ê, gia tây học viên chủ kha vinh dị dân gian bá, thẳng dù sinh trí tự sinh hấu mình sự cờ họ, sủy Đông Giang bá. Gia tây ký ua thâu cầu nung, tàu tỷ nghị nhân kha tru nình cờ nhất sủy tàu xa Đông Giang. Sanh chú chủ cờ mùa nình cờ, giao trách nhìn lão tổng, giữ giờ hú chữ nhau, nhà thẳng dù tha sinh trí vàng lùa dư ninh khai giao tây nghị nhân lậu bao thở lù vĩnh hủa trọng thông bao dùng tây giảng tự sinh mình sử cơ ho lê tề rằng sinh trí nhóc sủy Đông Giang cú bao dù dự từ mà kha dù dự cao thâu sâu chùa kha na mà dù trà tráo mộng siệu chua nhân chở chua ký chè vĩnh hủa hố dù mình sử cỡ tây lậu ninh mùa của chu quang sinh khi chịu lên nó dùng thể nói cho chịu cờ tỷ thờ cú lò sơn nhạ bù giờ chóc ha tề bằng hùa sinh trí hú tề luân thỉnh tua nhủ đỉnh nằm máu cha cú lò sơn dùng xa thầu trăng chua chóc ha dụ miệng sử lê ký tre cha tảo căng na dụ ký tre cho chủ mua nó căng cha tu nhùa rù bao ên rù rú chùa chẳng từ dù bao mà dù cháu hà trù cháu nhùa, tạo khăn na cháu nhùa trà cháu hà trù cháu dầu. Mình nói chung là đứng cái để truyền đạt lại rồi, nói chung là mình cũng không phải là giảng viên nhưng mà mình truyền đạt lại, cái nào mình biết thì mình truyền đạt lại cho con, cho mấy đứa em sau này, rồi để mấy em biết, rồi sau này mấy em cũng truyền đạt lại cho con cháu sau này nữa. Để không có mai một cái bản sắc dân tộc. Từ thằng dấu dù họ na, cầu, dù, tự sinh, tư mùa nhau rải hố tây luân thỉnh, sinh hồ trời dặn, đỉnh chớ dự tùa hố chú thỉnh ha cổng thòng ninh cờ hò, tàu bá lồ hố tây luân thỉnh cổng thòng chú thỉnh, luân thỉnh tô nhủ, cổng máu cha, cùng bùi dở giữa công. Tỷ dặng vĩnh hỏa tự sinh tàu say xử lý y dặng, y tủ treo tổ bùa tôn hình tha tôn hình tỷ tôn hình tha đăng khùa hố sinh hồ nản nông hấu trùng vào mình sử tư sử hình cờ hò tỷ giảng thẳng dù hung cầu sinh trí hố mình sử cờ hò nhau Đồng Giang thôn rú lão sử dùng tao mà tôi chẳng lên hình cờ hò nhau bể kháo chờ bằng hồ ua vĩnh dị tha sinh trí hố hình cờ hò nhau Đồng Giang tàu chóc hà sử sử hình na dù sử hình u phình tao chào tổ kha tru tổ ha bá hú cổng thông lăng thầu sở trinh vị kế ninh bằng hồ ôn nào muôn tàu lũng cha sở trinh dư thẳng rù bể dạng miền sử cứ tì sở tàu quang sinh hữu ký hú nổ rú trùa chép ha bằng hồ sở tây nghệ nhân trình lậu ô ôn đầy tru cháo tu nhùa giáng tạo căng ên đau giảng cầu giảng dù sánh trí hú trùng vào cờ ho Đông Giang tư chủ mua náo căng thầu sự trình. Cái lớp học này á thì mục đích của chúng tôi là chủ cờ na trao khuôn lão ý hủa trùng bào cha trùng bào mùa dình vử rú trùa vinh hủa trọng thông hấu cổng thông trùng bào giao tủ ô chứ di sản vị lê pua dúa mùa san rù rú trùa dùng minh sư lấy ký trẻ vinh hủa tại giao cổ chua hát thị chi quang chức năng quang sinh chữ bính tăng mà nụ trao trẻ trùng bào dúa mùa sa báo phử cha di sản vinh hủa tàu rú trùa thầu sự trinh tâm huyết để mà gìn giữ chính cái bản sắc văn hóa của mình, mặc dù nhà nước hay là các cái cấp ngành chức năng có quan tâm đầu tư hỗ trợ, nhưng mà cái phần đầu tư hỗ trợ đó cũng chỉ là mục đích để mà gợi dắt, để mà nhắc nhở đồng bào ý thức được cái trách nhiệm của mình, bản thân mình phải gìn giữ lấy cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đó là cái điều kiện quyết định để cái di sản đó có thể là nó trường tồn theo thời gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhờ đây thì cũng được sự quan tâm của các cấp đã giúp cho chúng tôi qua 10 ngày học. Tàu tỷ cấp quan sinh, thâu cậu nông cỡ, tư băng trù bây bao thở tàu ký che vịnh hộ tròn thông, sư lê tỷ ký tàu rùa ký chú cảnh đắng. Ha y rằng sinh chí lính quang chú tỷ luân thỉnh tròn thông, sư lê phủng chỉ cha, đình tôi nhủ, là sư đình phủng chung trù lầu dạo, có giáo tỷ giảng bây triệu tàu. Đó là những điều mà chúng tôi được học hỏi và tiếp thu. Cái văn hóa của người dân tộc Cờ Ho. Mình từ Cờ Ho lê ký chè vĩnh hòa, từ kế tha sinh trí, từ rằng cầu tự sinh mình từ, tư tàu tình nghị nhân, tê lậu nình cho khá trú bê. Lỡ cố sáng mà nói giáo ý ký ua dùng, cha tê tạo nình trú báo phử, phổ đắng vĩnh hòa trọng thông hấu trùng bào Cờ Ho. Nói giáo sự cỡ băng trú bê muộn tàu tớ tê lộ vĩnh hòa, tư sư nình Cờ Ho lê luôn nình. Quan tâm tạo điều kiện cho chúng tôi có được cái lớp học rất là ý nghĩa này để giúp chúng tôi ôn lại cái truyền thống văn hóa cũng giống như cái nét đẹp của người dân tộc Cờ Ho của chúng tôi. Với những cái ý nghĩa này thì tôi thấy là trong thời gian sắp tới hồ lô sở chinh tùa bây giá tráo phổ đắng ký che vĩnh hủa thầu chịu cờ bây bùn giống muồn tàu nình muồn nhào bao chân rú thăng vô vĩnh dị hỗ trợ nhau. Bây giá trình lý cầu lạc bộ cha chiến thoảng vĩnh hủa dân gian hú trùng bào Cờ Ho hú lúc sở chinh tùa. Tỷ chủ cờ tư băng tàu trú tình nghị nhân tình hình bao mình lộ vĩnh hủa Cờ Ho. Mùa nhau chóc ha vĩnh hủa dân gian trù cháu ruồn rủ bao han rủ rú trùa. Chính nhau tu bổ muôn tàu nình cờ mùa nhau chăng chô lù hấu chứ vĩnh dị. Quan trọng đùa lỡ tề giảng cờ triệu tàu tình hình cờ giá thể dù quan trọng lù hấu nủ báo phử. Phổ đắng dần gây vĩnh hộ tròn thông dung hố mình sử Cờ Ho.